Xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà phố nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà với diện tích là ngang 4, dài 16m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng, 3 lầu. Chúng ta sẽ được làm theo kiểu mặt tiền Cityland với tâm điểm là 3 lớp mái thái lên trên cùng. Mái thái lệch nha cả nhà. Và phía dưới sẽ được làm cột vuông rất đẹp và có tạo đèn led luôn. Lan can bằng sắt uốn hoa văn, sắt xin xi cho cả nhà ơi. Phía dưới này thì anh chủ nhà có dán đá hoa cương. Một căn nhà phố được tạo theo phong cách rất độc đáo và mới lạ, được ốp phun trần và tường gỗ luôn nha cả nhà ơi. Và nội thất thì được anh ấy tặng full nội thất luôn, giường, tủ, máy lạnh, bàn ghế rất nhiều, sofa. Và chúng ta cùng xem con hẻm nhà mình này. Con hẻm nhà mình là một con hẻm một trục đường Lê Đức Thọ, đối diện với trường học cấp 3 luôn. Con hẻm mới được các chú đầu tư ở đây trải lại nhựa, có độ rộng lòng đường 8m. Và ở đây đang còn xây dựng rất nhiều căn. Và có một video thì Hưng đã quay hai căn kế bên căn nhà phố này rồi, với hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Đây, hẻm thông luôn, một trục đường Lê Đức Thọ, và cách trục đường Lê Đức Thọ khoảng tầm 100m đi bộ thôi. Ở trong khu vực này thì có cả chung cư Dream Home 2 và một khu dựng xây dựng mới nha, rất đẹp, toàn nhà lầu đồng bộ cao tầng. Còn phía bên kia sẽ có một con đường đang được thi công, một con đường hai chiều dọc bờ kênh. Chúng ta cùng Hưng di chuyển vào bên trong này, sẽ được bố trí hai lớp cửa, một bộ cửa cuốn bên ngoài và một lớp cửa nhôm xin pha bên trong, cực kỳ là an ninh cho nhà mình. Một căn nhà được bố trí và thiết kế theo phong cách cực kỳ mới và do một anh chàng kiến trúc sư trẻ 40 tuổi thiết kế, có đầy đủ bản vẽ thiết kế cũng như là sơ đồ đường điện, đường nước nha cả nhà ơi. Chúng ta đang di chuyển vào khu vực gara ô tô này. Căn nhà mình cũng có đầy đủ các công năng sử dụng luôn, như là sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng bếp, phòng lửng, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước phía sau. Với hướng chính là hướng Đông Bắc, phù hợp với những quý hàng nào thuộc hướng là Tây Tứ Trạch. Đây là khu vực gara ô tô. Chúng ta sẽ được ốp một bên là trần gỗ, một bên là tường gỗ, còn một bên chúng ta sẽ được dán thảm cỏ lên và trang trí rất bắt mắt nha. Phía trên thì cũng có phun gỗ luôn. Và ở đây gia chủ sẽ ốp gạch sàn 80 màu trắng, gạch bóng kính nha cả nhà. Sẽ được đổ bê tông toàn bộ khu vực tầng trệt, có đan sắt luôn, thoải mái nhà mình di chuyển xe hơi từ 4, 5, 7 hoặc là xe bán tải. Khu vực này dài khoảng tầm 8m và chúng ta thoải mái đậu xe hơi luôn. Phía trên thì có gỗ cao cấp của cam xe nha, và bố trí những ánh đèn màu vàng phù hợp với tông màu đỏ chủ đạo của nhà mình, rất sang trọng. Có trang trí thêm một cái đàn guitar. Đây là một bộ bàn ghế gỗ hương, một bộ gỗ rễ gốc cây hương đấy, rất đẹp và được mua từ miền Bắc đem vào. Và phía cuối cầu thang phía dưới chân thì chúng ta sẽ có bố trí một khoảng tiểu cảnh này, với một chú đại bàng đang nghiêng cánh bay lượn rất đẹp. Phía trên thì chúng ta sẽ được làm ốp gỗ khu vực cầu thang luôn. Đối diện cầu thang sẽ có một tủ rượu. Đấy, một căn nhà phố được thiết kế theo phong cách vô cùng độc đáo và sáng tạo. Cầu thang của nhà mình sẽ được làm tay vịn là gỗ sồi Mỹ, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương theo kiểu hình chữ V. Và phía sau này là khu vực phòng bếp nha. Phòng bếp của nhà mình sẽ được tặng một bộ bàn ăn 4 ghế này, tường và trần cũng được ốp phun gỗ luôn nha cả nhà ơi. Với một kiểu nhà phố toàn gỗ và gỗ thì đây chắc chắn được xem như là một căn nhà sẽ làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp nói riêng và bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Chắc chắn là sẽ được rất nhiều anh chị thích và muốn sở hữu căn nhà phố này nha. Và giá của nó là 6 tỷ 980 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà. Đây là khu vực tủ bếp. Tủ bếp của nhà mình sẽ được làm rất nhiều ngăn, và chúng ta sẽ được làm với chất liệu là gỗ sồi Mỹ, ép kính len tường, đá hoa cương màu trắng phía dưới, rất đẹp và có tạo đèn led nha cả nhà ơi.
Phía cuối này thì chúng ta cũng được bố trí một khoảng giếng trời rộng khoảng tầm 2m2. Và khu vực này anh ấy cũng làm rất cẩn thận cho nhà mình luôn. Có ống gạch lên cao hết tường này. Trên thì chúng ta cũng được ốp gỗ và có những thanh inox che khu vực ở tầng lửng lại. Phía cuối này là một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất rộng rãi nha, đưa về cuối chứ không để dưới chân cầu thang nha cả nhà. Rất hợp lý và rất rộng rãi, thoải mái tắm giặt ở đây. Đây chúng ta thấy này, phía dưới cầu thang sẽ là một khu vực tiểu cảnh, có một chú đại bàng rất nguy nga. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực tầng lửng. Một căn nhà phố được thiết kế và bố trí theo phong cách rất mới. Và đây là một sự sáng tạo độc đáo của một anh chàng kiến trúc sư người Bắc. Rất đẹp và hoành tráng luôn nha. Đây là khu vực phòng lửng của nhà mình. Phòng khách và sinh hoạt chung, cũng có thể làm phòng karaoke đây được. Chúng ta sẽ được bố trí một vách ngăn bằng gỗ, có bố trí những loại hoa, đồ trang trí nhỏ nhỏ rất là đẹp này. Ở đây anh chủ nhà cũng tặng rất nhiều nội thất cho nhà mình này. Một máy lạnh Daikin mới nha. Và chúng ta cũng có một tivi màn hình cong, một sofa và một quạt hơi nước, tặng full nội thất luôn. Vậy là chúng ta chỉ cần xách vali và dọn về ở thôi, không cần mua thêm đồ đạc gì nữa đâu. Ốp full gỗ, tường và trần toàn bộ là gỗ cam xe nha. Đây, nhà rất đẹp và phòng lửng cũng rất rộng rãi, thoải mái nhà mình sinh hoạt và vui chơi ở đây. Đây chúng ta cùng xem ngược lại này. Một bộ bàn ghế trị giá 25 triệu đồng. Đấy, phố màu rất đẹp rồi. Ở tầng trệt và tầng lửng chúng ta sẽ được bố trí gỗ. Và phía trên chúng ta sẽ làm trần thạch cao theo đi theo tông màu trắng nha cả nhà ơi. Và đây là trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Rất gần với chung cư Dream Home 2 và khu vực trục đường 2 chiều ven bờ kênh đang được xây dựng nha. Chắc chắn đây là khu vực sẽ phát triển nhộn nhịp và sầm uất nhất quận Gò Vấp vào những ngày cuối năm 2019 và đầu năm 2020 rồi. Với một sự đầu tư rất mạnh mẽ của các nhà đầu tư ở thị trường quận Gò Vấp cũng như là đầu tư của nhà nước thì khu vực này là một khu vực mới, một khu phân lô mới có những ngôi nhà đồng bộ cao tầng, toàn bộ là nhà rất cao. Và chúng ta đang xem khu vực phòng số 1. Phòng này chúng ta sẽ được làm một cái phòng rất rộng nha. Trần là trần thạch cao đèn led màu xanh dương. Phòng rất rộng. Phía ngoài này chúng ta có cửa nhôm sinh pha, có rèm cửa và ban công 1m2. Ở đây anh chủ nhà cũng làm đầy đủ nội thất luôn. Giường, tủ, kệ tivi, bàn, trang điểm. Và nhà vệ sinh của nhà mình sẽ được làm theo kiểu rất hiện đại, theo kiểu kính. Và anh chị nào về thì anh ấy sẽ dán một lớp giấy dán ra ngoài hoặc là làm rèm cho nhà mình. Bên này cũng như vậy. Bố trí full nội thất ở 3 phòng ngủ nha. Chúng ta có một phòng trống để nếu có những món đồ đạc nào lưu niệm từ căn nhà phố cũ thì chúng ta đem đến thì rất tuyệt vời. Đấy, giếng trời cũng làm kính luôn, rất lung linh và đẹp. Sàn sẽ là sàn gạch 60 gạch da gỗ. Phòng phía sau này thì nhỏ hơn phòng phía trước một xíu nha. Chúng ta di chuyển lên khu vực lầu 2 sẽ là khu vực phòng ngủ số 2 và số 3. Và hai phòng này thì cũng giống với phía dưới thôi. Chúng ta sẽ lướt sơ qua và cùng nhau tiến lên khu vực sân thượng nha. Xin nhắc lại là căn nhà phố này với hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Và đang được giao bán với giá là 6 tỷ 980 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà. Con hẻm trước nhà là một con hẻm thông 8m. Có thể kinh doanh buôn bán nho nhỏ được. Và cũng có thể mở văn phòng công ty. Phòng này là phòng trống này. Nhưng vẫn có máy lạnh nha. Tặng 5 cái máy lạnh luôn. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực sân thượng. Phòng giặt, phòng thờ. Nhà phố được làm theo mẫu rất mới. Và đây là một mẫu sáng tạo của một anh chàng kiến trúc sư người Bắc rất tài năng và
thiết kế cực kỳ hợp lý khoa học rồi. Đây là khu vực phòng thờ rất rộng phải không ạ? Chúng ta sẽ được đi theo tông màu trắng và sàn là sàn gạch giá gỗ như phía dưới thôi, rất sang trọng và uy nghi. Phía ngoài này là khu vực sân thượng phía trước, rất rộng rãi nha cả nhà ơi. Đây, chúng ta thoải mái trồng cây dây leo. Theo Hưng thì chúng ta mua về để vài chậu cây ra phía ngoài thì rất tuyệt vời. Đấy, làm cực kỳ chắc chắn rồi. Và phía sau này chúng ta sẽ có một khu vực phòng giặt và sân phơi. Phía đây thì đã làm hết song sắt xung quanh rồi. Đấy, có để bình cục nóng máy lạnh ngoài này. Và giếng trời nhà mình là giếng trời hở nha, rất tuyệt vời. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà Đất Bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.